kỹ năng điều khiển điêu luyện hồi còn tham gia giao thông ở Việt Nam. Né ổ trâu ổ gà, bức tốc kinh hoàng, hoàn thành vòng chạy thứ nhất chỉ sau 7 phút 29 giây, vượt qua cả hai đối thủ. Trưởng xe Phạm Văn Anh hạ mục tiêu trực thăng bằng súng máy 12,7mm, giúp Việt Nam 3 nới rộng khoảng cách với hai đội còn lại. Tuy nhiên, để tăng độ khó cho game, để đội bạn bắt kịp cùng vui, một mình lại chán, xe tăng T-72B3 của Việt Nam 3 đã gặp sự cố, dường như là cháy động cơ, ngay trước chướng ngại vật sông Cạn. Kiếp xe Việt Nam phải chuyển sang sử dụng xe tăng dự phòng và mất khá nhiều thời gian chờ đợi. Điều này cho phép cả Myanmar 3 và Kata 3 vượt lên dù họ không bắn trúng bia trực thăng. Trong loạt bắn cuối, pháo thủ Phan Anh Tuấn có vẻ đã quên tuổi thơ của mình là một xạ thủ bắn chim hàng đầu và không hạ được mục tiêu mô phỏng lính diệt tăng. Myanmar 3 hoàn thành phần thi đầu tiên với thành tích 31 phút 10 giây nhưng không hạ được mục tiêu nào. Kết thúc, Việt Nam 3 về thứ hai với kết quả 38 phút và hạ 4 trên 5 mục tiêu, trong khi Kata 3 xếp cuối với thành tích 42 phút 08 giây và bắn trúng 2 trên 3 mục tiêu. Đây cũng là kết quả khả quan đem lại cho đội tuyển Việt Nam chiếc vé vào bán kết. Hôm trước, đội tuyển Việt Nam có pha drift xe tăng mẫu mực ở chính trên hành tinh Nga khiến cho khán giả vỗ tay rầm rầm. Tưởng pha đó chỉ là trong đường đua F1, nhưng không mấy ai biết rằng làm được điều đó là cả một sự nỗ lực luyện tập trong môi trường thao trường khắc nghiệt của các chiến sĩ, cũng như trải qua những giờ phút căng thẳng khi tham gia giao thông ở Việt Nam với vô vàn tình huống còn hơn thế nữa. Tăng chủ lực T-80BVM của hành tinh Nga cũng muốn khẳng định mình hoàn toàn có thể làm được như vậy. Nhưng trong lúc thực hiện đã lao sang vệ đường rồi đổ nghiêng xuống ruộng, phải dừng phần đua biểu diễn tại thao trường Alabino. Sự cố khiến chiếc xe tăng không thể tiếp tục cơ động và phải bỏ dở cuộc đua biểu diễn khi vừa xuất phát được chưa đầy 30 giây. Và một trong những phần thi hấp dẫn nhất của đội cơ hó cuối cùng cũng đã tới. Hẳn các bạn đều nhớ tới chú chó yêu quý của chúng ta quen tắm nóng lạnh ở nhà, đến hành tinh Nga thì chê nước lạnh chỉ dành cho gấu Nga cho nên bỏ thi giữa chừng. Đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ tham gia nội dung thi đua chó tiếp sức. Các thành viên của đội tuyển đã bước vào thi với một tâm thế nỗ lực, quyết tâm hết mình. Trong phần thi này, các cặp huấn luyện viên và chó nghiệp vụ chạy tiếp sức. Huấn luyện viên vừa chạy vừa kết hợp bắn súng trường cỡ nhỏ, cự ly 50m với tư thế đứng bắn. Sau 8 vòng chạy, đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ của quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành tốt bài thi với kết quả đáng khích lệ, xếp thứ 4 trên 8 đội tham gia phần thi này. Đây cũng là những nỗ lực đáng trân trọng của người bạn trung thành này. Hy vọng năm sau chú sẽ rút được những kinh nghiệm quý báu, không chủ quan khi thi đấu với đội cờ hó từ 30 quốc gia trên khắp thế giới. Tiếp theo sẽ là những thông tin về loại xe tăng dùng để thi đấu trong năm nay. T-72B3 là chiến xa được tin dùng tại giải đua xe tăng của Nga, được các đội sử dụng trong giải đấu Tank Battle, sở hữu hỏa lực và khả năng phòng vệ không thua kém dòng T-90. Giải đua xe tăng là một nội dung thi đấu lớn và quan trọng nhất tại Hội thao quân sự quốc tế được Nga tổ chức vào tháng 8 hàng năm. Trừ đội Trung Quốc và Belarus mang xe tăng nội địa, chủ nhà Nga và các đội nước ngoài đều sử dụng xe tăng T-72B3 trong quá trình thi đấu. Đây được coi là dịp để Moscow phô diễn sức mạnh và đẩy mạnh tiềm năng xuất khẩu của một trong những dòng xe tăng có uy lực nhất trong biên chế nước này. Lúc Nga hiện có gần 3.000 xe tăng chiến đấu chủ lực trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, gồm 2.000 xe tăng T-72B các loại và gần 1.000 chiếc T-80, T-90A. Ngoài ra, Moscow đang niêm cất khoảng 8.000 xe tăng T-72, biến chúng trở thành xương sống của lực lượng tăng thiết giáp Nga. Dòng T-72 được coi là vũ khí đáng sợ trên chiến trường khi xuất hiện lần đầu năm 1973. Kích thước nhỏ gọn, trang bị giáp phức hợp, pháo nòng trơn 2A46M cỡ 125mm hoàn toàn mới cùng hệ thống đo xa laser và máy tính đường đạn. T-72 được đánh giá là bước đột phá lớn so với mẫu T-62 tiền nhiệm. Hệ thống nạp đạn tự động giúp thu nhỏ kích cỡ tháp pháo, dù pháo 2A46M và đạn cỡ 125mm trên T-72 có kích thước lớn hơn các xe tăng trước đó, đồng thời giảm quy mô tổ lái xuống chỉ còn 3 người. Động cơ công suất 780 mã lực giúp phiên bản T-72 đầu tiên đạt tốc độ tối đa 60 km/h trên đường nhựa. T-72 được trang bị lớp giáp vượt trội so với những xe tăng chủ lực cùng thời của Mỹ và NATO. Giáp Composite gồm có lớp thép và sợi thủy tinh giúp mặt trước T-72 sở hữu khả năng phòng vệ tương đương giáp thép cán đồng nhất dày 450mm. Phiên bản T-72B1 được bổ sung giáp mặt trước,
tăng 50% khả năng chống chịu trước đạn xuyên giáp dưới, cỡ tách vỏ ổn định bằng cánh đuôi của phương Tây. Xe tăng T-72 đóng vai trò chủ lực trong đội hình bộ binh cơ giới của Liên Xô suốt chiến tranh lạnh, đồng thời được xuất khẩu tới nhiều quốc gia, bao gồm cả Syria và Iraq. Tuy nhiên, chúng dễ dàng bị tiêu diệt trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, chủ yếu do quá trình huấn luyện sơ sài và chỉ huy kém của quân đội các nước sở tại,